Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay vào một buổi sáng tháng 5, mời các bạn hãy cùng kênh chúng tôi vòng quanh Hồ Tây để ngắm hoa, mùa hoa tại Hồ Tây. Đó là hoa muồng vàng, hoa phượng đỏ và hoa bằng lăng tím đan xen. Một buổi sáng tương đối đẹp trời, trên là hoa, dưới là những người tập thể dục, đi xe đạp hay đi bộ cũng như đi chơi với thú cưng. Trước mắt các bạn là hồ sen phố Nhật Chiêu. Lúc này hoa sen chưa vào chính vụ. Hoa muồng vàng còn có nhiều tên gọi khác như muồng hoàng yến, muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, hoa bò cạp nước, bò cạp vàng, vân vân. Một phần của Hồ Tây có lúc tại đây đã được thả những chú cá coi cảnh rất đẹp, nhưng nay đầm đông đã được cải tạo, phục hồi lại để nuôi cấy sen bách diệp, một loại sen quý của Hồ Tây. Nhìn màu hoa đỏ, hoa phượng, chắc không ít trong chúng ta sẽ nhớ lại tuổi học trò thời xa xưa ấy. Hồ Tây còn vương vấn một chút hoa súng. Đây cũng là một hồ sen bách diệp đang được khôi phục và cải tạo. Thank you.
Đoạn phố Từ Hoa là những đoạn phố có thể coi là đẹp nhất của Hồ Tây. Đường Thanh Niên, con đường phố duy nhất được Bác Hồ đặt tên. Đó là con đường phố hạnh phúc. Ngoài ra đường Thanh Niên còn có một cái tên khác, đó là đường Cổ Ngư. Chùa Trấn Quốc ẩn mình trong sắc hoa của màu tím bằng lăng. Phố Nguyễn Bình Thi phủ đầy sắc hoa vàng hoàng yến. Thế là các bạn đã cùng chúng tôi vòng quanh một vòng Hồ Tây để ngắm hoa sáng tháng 5. Một lần nữa rất mong các bạn yêu thích đề tài của kênh hãy đăng ký ủng hộ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với những video tiếp theo.